một lần trong đời ai cũng yêu dài khờ, tình đầu ai cũng bao nhiêu mộng mơ. Khi xa là nhớ mong chờ mãi môi tình thơ, nhưng đâu hay giấc mộng rơi màu vội tàn, tình đẹp màu tàn ai đó rơi phù vàng, một người vội vã ra ngang đời. Chào toàn thể các bác. Các bác vừa rồi vừa nghe thử chất âm của JBL KP4012 các bác nhé. Đấy, cái tiếng bác sĩ. Rồi tiếng tép rất là tơi, sáng, rõ ràng. Đấy, tiếng bát rất là chắc và sâu đúng không ạ? Đây em vừa nhập hàng về. Đấy, em đang lôi ra kiểm tra đây các bác. Em chỉ nhập được có 5 đôi. Đấy, như là KP2012 các bác nhé. Hàng của Mexico ạ. Anh nhìn xem. Đấy, cái biển pích từ này. Và dòng này nó rất là bóng các bác nhé. Đấy. Bóng soi gương được luôn đấy ạ. Dòng pích từ này. Bóng soi gương được luôn các bác nhé. Mảy màu này. Tín nguyên các bác nhé. Đấy, và dòng JBL này anh bác có thể soi qua vài điểm đấy để nhận biết được là hàng có phải là hàng zin xịn hay không các bác nhé. Đấy, như thằng bây giờ em nói nhá, có vài video quay về dòng loa này rồi. Đấy, đầu tiên là mã tử này, mã nón trong kia các bác nhé, mã nón này. Đấy, mã nón ở trong này các bác này. Đấy, các bác có nhìn thấy không ạ? Trong nó hơi tối. Đấy các bác nha. Mã nón này. Và mã màng. Đây các bác này, mã màng. Đây. Mã màng các bác nhá. Và điểm đặc biệt của dòng JBL này nữa. Đây các bác, keo này. Keo của dâu này. Đấy, dâu quặp các bác nhá. Đấy. Dâu quặp này. Đấy, dâu vòng quặp lên và cắt. Đấy. Đây này các bác này. Trước này. Đấy. Gân vải cắm dầu các bác nhá. Đấy, gân vải cắm dầu. Ba gân ba lớp các bác nhá. Đấy. Này thì bác chơi thoải mái luôn, lắm 10 năm ok, chứ không phải động chạm gì các bác nhá. Trong là dâu quặp hết coi nhá. Đấy, dâu đi vào quả bẻ quặp ra. Keo bên trong còn dính nguyên kìa các bác này. Đấy, có nhìn thấy keo không ạ? Đấy. Dâu bẻ vào, dâu đi đâm vào bẻ quặp ra nhá. Đấy. Một cái keo cổ côn này. Đấy, keo nhẹ này, các bác nhìn này. Đấy, nhẹ này. Đấy. Làm bằng máy rất đẹp nha các bác nhá. Đấy, làm bằng máy như làm thủ công rồi lôi ra sửa chữa rồi là không thể được như này được các bác này. Đây đấy, các bác nhìn đây, keo dâu này đi nguyên bản luôn các bác nhé. Đây các bác này, đây là phân tần này. Phân tần của dòng này có hai bóng chống cháy nhé các bác nhé. Đấy, phân tần dòng này có hai bóng chống cháy này. Đấy, cực kỳ an toàn luôn các bác nhé. Các bác nhìn JBL, các bác nhìn phân tầng biết, các bác biết ngay có phải hàng xịn hay không này. Lô hàng này em nhập về rất là đẹp các bác nhé. Đấy, có 5 đô rất là đẹp, giá cực kỳ êm cho các bác luôn. Đấy, không tiêu âm này. KP2012 Made in Mexico, dấu của JBL đấy các bác.
vẫn nhìn rõ. Đấy. Còn tiếp không có dấu này, mình giờ quên chưa nói các bác này. Là đóng dấu đây này. À, bao zin bao xịn cho các bác nhé. Đây. Các bác cắm lại qua nội thất này. Từ này. Đấy, keo từ này, các bác này đấy. Các bác nhìn keo từ này. Keo từ zin nguyên các bác nhá. Đây là tăm tắp luôn. Và dòng này thì giá sẽ êm hơn dòng các bác mua mới rất là nhiều các nhá, ít nhất là được 50-60%. Và cái lô này thì em để cho giá các bác là 17.500.000 đồng một đôi các bác nhá, 17.500.000 đồng một đôi. Đấy, giá rất là yêu thương luôn các bác ạ. Đây là logo xoay các bác nhá, logo này logo xoay này, các bác có thể xoay ngang xoay dọc, nâng lên cậy và xoay, em dùng một tay là hơi khó như đây này. Đấy, khi treo loa ngang thì xoay ngang. Đấy, các bác để này đứng thì các bác xoay đứng như thế này. Có cái đây. Có cái này các bác ấn là các bác xoay được này. Đấy. Ấn vào đây nó thụt ra bên ra bên ngoài là các bác túm xoay rất dễ dàng nhé. Đấy, giá chỉ có 17.500.000 đồng một đôi các bác nhé. Bác nào ở gần khu vực Hà Nội gần gần đấy, có thể qua em để trải nghiệm về chất âm của dòng này. Đấy, em ở đô thị Đô Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội các bác nhé. Còn bác nào có nhu cầu thì xin vui lòng gọi em theo số điện thoại trên tiêu đề, em dùng Zalo số đấy luôn các bác nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.